bảo cầm một cái chiếu, hai cái chiếu đi. Đúng rồi, nó ra đây cắm trại. Mở cửa ra bạn. Một cái chiếu thôi. Rồi, chúng ta sẽ đi cắm trại. Rồi. 24 giờ cắm trại, 24 giờ. Bởi vì cái video trước của mình đã hứa thì bây giờ mình sẽ làm nha. Rồi. Hôm trước chúng ta hứa đi cắm trại đúng không? Hôm nay chúng ta sẽ đi tìm địa điểm để chúng ta cắm trại. Nhưng mà cái server đấy đang có nhiều chân. Đang có nhiều hoa nên chúng ta chọn cái điểm nào gần nhà. Ừ, đúng rồi. Thì cũng chạy được. Kiếm địa điểm. Quay video mà rồi bây giờ chúng ta nào, hay là chọn cái cây to to này đi để cắm trại các bạn. Nào các bạn thích cắm trại chỗ nào? Dạ. Dạ. Cắm trại chỗ mát nha các chị. Đúng rồi, chúng ta chọn địa điểm để cắm trại nào. Dạ. À phải đúng không? Cái chỗ này có cây ngồi được đấy. Ngồi được dễ. Đây. Chỉ có chỗ này cắm trại là ngon nhất thôi các bạn. Nhưng mà cô ơi, phải tìm chỗ mát thì mới làm được chứ. Đúng rồi, cắm trại, chúng ta cắm địa điểm cắm trại chỗ này nhá. Các bạn ơi, chúng mình sẽ cắm trại gần cây bơ nhá. Gần nó phương. Đây, chúng ta sẽ làm trại ở ngay trên này luôn. Được. Ok. Được không? Được không các bạn? Các bạn chọn địa điểm này chưa? Đi, nước. Rồi, chúng ta sẽ làm địa điểm cắm trại đây nhá. Rồi, trải chiếu xuống. Cắm trại đây. Chúng ta sẽ có hai trại, một trại ở chỗ này, một trại chỗ kia. Trại sư phụ lên nữa sẽ nghe chỗ ba này. Gần nhau đi. Hả? Gần nhau đi hả? Dạ. Sao? Sao rồi mày? Các bạn ơi, gần nhau cho nó ấm cúng chứ xa nhau là... Trải dọc. Xa nhau là nhớ nhau cả đời. Ừ, trải dọc đúng này. Đấy, để các bạn đi trải. Đấy, đúng rồi. Đúng rồi, đấy. Rồi. Để nhà nghiêng lên tí nằm ngã trên. Chứ trải lẽ xuống hố à? Cắm trại một trại. Rồi trại thứ hai nữa các bạn thích trải đâu? Đây luôn nha các bạn. Các bạn ở đây này, dưới gốc cây này. Này, cầm. Cắm trại, trại thứ hai ở dưới gốc cây đây luôn. Trại thứ hai là trại của sư phụ đó. À, ngoan nhỏ cây lên đi. À đúng rồi. À. Ơi. Bây giờ nhiệm vụ các bạn này sẽ đi chợ này, mua đồ này đúng không? Xong rồi về chúng ta thiết kế xây nhà đúng không? Nhà thì các bạn ấy đã thiết kế mua xốp rất là nhiều rồi. Đi với phụ. Ừ, đấy. Đấy là chúng ta đêm nay sẽ cắm trại cho các bạn nha. Các bạn ơi, tới đây. Đúng rồi, bây giờ dở trại ra làm trại luôn đi. Ở đây luôn đi. Cho nó phẳng. Mang ra ngoài này hả? Mang cắm trại. Các bạn mình đi đường một bên luôn nha. Đúng rồi, cửa sổ thì sẽ để về bên kia, để đầu vào bên này, quay ngược lại, quay trại ngược lại. Đúng rồi, đây là cái cửa trại của chúng ta để đi vào. Nhà của chúng ta có rất là nhiều ô cửa sổ, đúng không? Thế còn một cái trại mà chúng ta thiết kế nữa, chúng ta sẽ thiết kế sau, được không? Bây giờ chúng ta về nhá, bây giờ chúng ta đi chợ này, chuẩn bị mua đồ này, được không? Đấy, chúng ta đã chọn được địa điểm rồi này. Bây giờ chúng ta sẽ đi về để chúng ta đi mua đồ ăn này, để chúng ta thách thức một đêm ở ngoài trại, đúng không các bạn? Rồi. À, các bạn ơi, chúng tôi xin thay đổi địa điểm một chút là bởi vì là ở đây các bạn đã bảo là ngày trước là có rắn cặp long ở đây rồi đúng không? Các bạn ơi, đấy. Ở đây khoảng là 5 phút và còn rắn long. Ừ, thế là chúng ta sẽ thử thách xem chúng ta ở đây một đêm, trại của các bạn sẽ ở đây nhá. Và trên kia một cái trại nữa chúng ta thay đổi địa điểm. Đấy, rồi. À, thì bây giờ phái đoàn của chúng ta sẽ chuẩn bị nhá. Một trại rồi đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ có hai trại. Thì bây giờ các bạn ấy sẽ về lấy. Các bạn sẽ về lấy để chúng ta sẽ xây dựng trại thứ hai. Đó. Chúng ta sẽ xây dựng bằng nhà bằng tháp vàng.
Đúng rồi, chúng ta sẽ thiết kế xây dựng một ngôi trại đây. Giống như trại màu đỏ kia kìa. Đấy. Rồi, vào trại, vào trại, vào trại. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thiết kế trại. Và đây là những tấm xốp được các bạn ấy mua và các bạn ấy chuẩn bị từ hôm trước rồi. Bây giờ chúng ta sẽ xếp trại nhá. Các bạn xếp trại đi. No, no, no. Các bạn xếp thành nhà. Đúng rồi, chính xác. Đúng rồi, xếp đan nhà, chúng ta đan nhà lên. Đan, đan gấp đôi lại, đúng rồi. Chúng ta sẽ đan trại nhá. Hello các bạn có muốn cắm trại không? Và bây giờ các bạn của chúng ta sẽ đan trại, đan thêm một miếng ở đây nữa bạn. Con nuôi ấy. À con nuôi của bạn à? Ừ. Các bạn sẽ xây trại. Ê, xây ngược, úp lực, úp ngược lại, úp ngược lại, úp. Đi nữa lên như vậy. Đúng rồi. Ừ, đúng rồi, úp ngược lại, xong. Các bạn ơi, các bạn. Các bạn nói mình ở đấy một giờ xong rồi mình ăn bánh kẹo cho hỏi đó. Đúng rồi, bạn ấy đang đan đan trại. Bạn chân đâu mang lên đây đan trại, đúng rồi. Bây giờ chúng ta đan bên này một tấm, ba tấm như thế này nữa. Nhanh lên. Đan bên này đã. Đan chồng y như vậy luôn. Chồng lên nhau luôn. Chồng lên đi con. Không. Chồng lên về này. Bán đây. Chồng vậy. Xong chồng tấm vào nữa. Đan thì chúng ta sẽ quay lại. Chúng ta sẽ làm thành ngôi nhà. Ngôi nhà nhỏ của chúng ta. Chúng ta sẽ cắm trại. Con cao chân con rồi. Con cao chân con rồi. Ok sorry. À, xong chưa, xong chưa. Đan đi. Đúng rồi, chúng ta sẽ đan được rồi đấy. Hai bên hông nhà rồi. Hai bên này là thêm một tấm nữa. Đấy, đúng rồi. Bây giờ chúng ta úp ngược lại như thế này. Không, khi các bạn dựng trại các bạn úp ngược lại như này. Đấy. Dựng bên chân của bạn chân. Đúng rồi. Bên trại này dựng lên như thế này. Đúng chưa? Dựng lên. Ủa, Phụ ơi. Mình phải để ở dưới rồi mình mới ghép được hai cái này. Thì đúng rồi đó, bây giờ mới ghép về này. Giờ ghép đằng sau lưng ghép về này. Ghép đan vào luôn hiểu không? Các bạn đan vào, các bạn đan vào nên chúng ta sẽ thiết kế.